Xin chào các bác nhá. Chào mừng qua đến số công nhật bãi của em. Chúc các bác một ngày đầu tuần thật là tốt lành, công việc thật là thuận lợi. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên bác một lô cần nữa. Ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia khoảng tầm 4 ngày liên tiếp em sẽ xả lốt số hàng còn lại của em ra. Đấy, và mẫu nào còn em sẽ đăng lên các bác để bác chốt. Đấy, những cái cần này là cái cần xả lên mẫu mã nó không còn quá nhiều. Nên là anh em ưng cái cần nào thì anh em gọi điện trực tiếp cho em là chốt nhá. Số điện thoại của em là 0326 267 369. Em để những góc màn hình này để các bác lúc nào cần phát là các bác bấm gọi nào, ok em sẽ nghe máy để hỗ trợ cho các bác, chốt hàng cho các bác nhá. Các bác đang xem kênh của em thì vui lòng ủng hộ em một chút là bằng cách là ấn đăng ký kênh này, ấn like này, ấn chia sẻ cho những anh em ở trong những hội nhóm câu để anh em biết được và anh em vào xem để chọn được những cái cần ưng ý nhá. Ok, em sẽ vào cái cần đầu tiên của ngày hôm nay. Cần đầu tiên là một cái cần số 1. Cần số 1 là một cây cần của hãng Pro Mariner các bác nhé. Ngoại hình con này thì khá là mới chứ không cũ. Đấy, Pro Mariner bác biết dòng này thì phôi rất là khỏe, rất là dẻo để cho anh em chơi. Con này thì sẽ mang thông số là dài 2,7 m và cứng là cứng 80. Đấy, thông số ghi ở trên cần là như vậy. Con này dòng này thường thường thì nó sẽ được trang bị là bát Fuji, còn khoen thì là khoen hãng. Đấy, cái khoen nó là khoen hãng không phải khoen Fuji các bác nhé. Đấy, được chưa ạ? Con này là chất liệu là hai carbon, nó ghi hai carbon bên này, đúng chưa? Hai carbon. Con này thì có lỗi như sau, em sẽ báo giá cho bác cho nó nhanh chuyến nhá. Cây này sẽ được lỗi là một là cái đầu bu là bị mất đá, à đầu bu là bị nứt coi nhá, đây, nó nứt trên cái đá sẽ ra ngoài, tụt ra ngoài được, đấy coi nhìn rõ chưa? Có gì em sẽ báo đấy cho các bác. Trường hợp em bị lẫn mà nó không biết để không báo được thì các bác thông cảm thôi, chứ bình thường là có thì em sẽ báo hết, không có giấu giếm một bất cứ cái gì cả, vì các bác xem hàng bác có quyền kiểm tra. Nên là hàng lỗi lầm là các bác có thể hoàn không lấy, nên là em sẽ có gì em sẽ nói đấy, trong trường hợp mà không biết thì các bác thông cảm cho em nhé. Đấy, thứ hai là khoen này bị đè vận chuyển chính là cũng đã bị mất đá, là cần này sẽ mất hai cái đá. Cần này thì bình thường là sẽ khoảng giá khoảng tầm 900, hôm nay lỗi như này thì mỗi khoen em chửi với bác 200 100 chứ quên, khoen 200 đắt quá, 100.000 một cái khoen cộng với cả công này, em sẽ lấy bác con này là số 1, nếu bác 600k nhanh chuyến nhá. Cái tem này tem giá cũ này, giá cũ trước không biết là nó bị lỗi cơ, hôm nay soi sâu thấy lỗi quá nhé, mã số 1. Và quên mất cái clip hôm nay thì em lại xin phép thất lỗi quá một xíu là do em chưa mua được cân, hôm qua báo nó mất cân hỏng cân và hôm qua mới đặt thì hôm nay chưa mang về kịp và em đang quay buổi trưa thì cũng không kịp cân cho các bác, thì clip ngày hôm nay lại không có cân quá nhá, clip mai sẽ có. Con này sẽ mang ngọn đầu cần 4i3 các bác nhé, khá là to. Đấy, mã số 1 600. Đây. Sang mã số 2. Sang mã số 2 là một cây cần y chang, hai cân giống nhau. Ở cây này thì khoen bình thường. À, con này lỗ một khoen quá nhé. Đây, lỗ một khoen. Cây này thì lỗ một khoen, lỗ một khoen thì em sẽ báo cho bác giá lỗ một khoen thì nó sẽ đắt hơn một tí. Được chưa? Con này lỗ một khoen nhé. Đây thì cũng như cái kia thôi, cứ 100 em một khoen trừ đi 100 thì con này sẽ lấy bác là mã số 2, lấy bác là 700. Được chưa? Về thay khoen đấy, nó bác nào có nghề trong tay ấy, có về bác chỉ làm mà trong vòng 5 phút là xong, quấn chỉ 5 phút, chạy theo 5 phút là tự nhiên cái cần sẽ được 700, bán được 900. Đây, cái mất công thôi, chứ còn còn em là câu thì anh em sẽ hỗ trợ thêm chút tay nghề thì anh em sẽ đỡ mất tiền để anh em ấy. Ok, đây chỉ cần lỗi tiếp theo nhé. Cây này cũng vẫn là cây cần lỗi. Có lỗi thì em cứ báo lỗi cho các bác để bác lắm được. Giá cả hợp lý thì bác chơi thôi, cho nó nhanh chuyến, nhanh gọn lẹ. Đây là một cây cần chỉ mới in trailer các bác nhé. Con này là hãng của hãng WB này. Nó ghi ở đây là WB này. Đấy chưa? Cái phần gì xét bên cạnh này nó là bình nhé, không phải là han. Bát này thường thường không bị han. À, con này thì sẽ mang thông số là dài 24, cứng 80. Con này thì khoen là khoen hãng quá nhá. Khoen này mà các bác có bộ khoen đẹp các bác đa chế vào thì cũng ngon, không cái này cậu vẫn thoải mái bình thường. Con này bị lỗi như sau là mất một khoen đá nhé, mất một khoen bị hỏng. 24 cứng 80. Đấy, con này sẽ đòi bác thông số ngọn và gốc thôi nhé. Ngọn con này là 28 này. Gốc 27 này. Con này là mã số 3. Như bác 500. Chưa? Đây lỗi một tí.
rồi cho nhanh chuyến. Rồi sang cây số 4 này. Cây số 4 là một cây cần hai khúc, dài 27, cứng 80. Con này thì có hãng Daiwa. Cái ra thì cái hàng của công ty xịn sò thì nhìn ngoại hình nó vẫn sẽ là khác đúng không? Hãng Daiwa có nhá. Đấy hãng Daiwa. Phôi là có xước các bác nhá. Có xước răm. Vết xước ở gốc này gần như là không ảnh hưởng gì, các bác người không phải soi mà trên thân này. Thân bình thường thôi nhá. Thân rất đẹp nhá, không xước nhá. Cái chỗ này là em để gần cạnh cửa sổ, nó có mưa nó hắt vào. Nó đốm đốm như là đẹp cơ. Này cây này thì lỗi là không lỗi gì. Cây này là khoen bát Fuji của hãng Daiwa, hoàn toàn bình thường 100%. Không lỗi một tí nào các bác nhá. Đấy, cây mã số 4 này em sẽ đo thông số gốc và báo giá luôn cho các bác này. Gốc là 21 này. Ngọn là 3.3. Cây này bình thường là khoảng tầm giá khoảng tầm 1 triệu. Hôm nay thì lấy các bác là 800. Được chưa? Cây mã số 4 nhá. 27 cứng 80 giá 800. Cây tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 là một cây cần dài 3 mét, cứng 80 của hàng Daiwa. Dòng này là dòng Hoodlock của hàng Daiwa. Con này thì thường thường sẽ sản xuất ở Đài Loan. Đúng không nhá? Sản xuất Đài Loan. Đấy. Sản xuất Made in Taiwan là của Đài Loan nhá. Con này sẽ là phôi hay da, ngoại hình là đẹp, khoen bát Fuji không lỗi gì, ngoại hình bóng bẩy đẹp. Đây là cái cần bình thường và cái cần này thì bình thường hết sức và hết sức bình thường. Ngoại hình đẹp quá nhá. Không lỗi lầm gì. Phôi hai da tận ngọn nhá. Cây này là cây số 5. Cây này thì giá bình thường. Con này là gốc là 26 này, ngọn là 3.2 ni nhá. Con này hôm nay em sẽ bán cho bác giá hơi giảm một chút, nói chung là có giảm rồi là 1,1 triệu con này các bác nhá. Ok chưa? 1,1 triệu con này. Rồi tiếp theo là cây số 6 ạ. Cây số 6 thì dài 3 mét, cứng 50. Con này cũng sản xuất tại Đài Loan nhé. Con này thì ngoại hình thì tương đương con kia nhé. Con này thì bên ngoài nó có dính một ít keo, cái băng dính ấy, các bác phải có lau là hết. Đây còn phôi gốc với cả thân là rất là đẹp, có nhìn rõ chưa ạ? Dài là 3 mét, là cứng 50. Đây, gốc kia đây đẹp quá nhé. Con này thì bị băng keo nó quấn khá là bẩn ngoại hình. Còn đây có một lỗi như này. Có lỗi con này. Con này đang được bị bung khoen quá nhé. Cái khoen này đang bị mất. Phải mất không? Ừ đúng rồi, đang mất khoen quá nhé. Cái khoen chỗ này thì đang bị bung keo. Bác nào có tay nghề về có làm cho em nhé. Em bán thẳng này em không sửa. Vì em đã sửa em sẽ bán 1,1 triệu như kia mà em không sửa. Thì cái công này thì em trả cho bác là 100. Đấy 1,1 triệu nó còn 1 triệu. 1 triệu vào cây này thì coi hôm nay bán xả đi thì coi bán cho bác là 9,5 triệu. Thôi hôm nay xả nhá, xả đấy các bác. Mã số 6 này là 900 cho nhanh chuyến này. Đấy, con này cứng 50 nhá. Gốc thì vẫn 26 như con kia. Mà ngọn nó nhỏ hơn một tẹo vì con này là cứng mềm hơn. Đấy ngọn là 28 quá nhá. Tầm 27 thôi, em đo hơi xa. Đấy mã số 6 này 900 này. Bị lỗi duy nhất là khoen bị bung chỉ như này thôi nhá. Khoen này với bác quấn chỉ vào, bác nhỏ keo là ok. Đấy ba khúc được chưa? Bình thường là những cây như này em sẽ bán khoảng tầm 1,2 triệu nhé. Nhưng hôm nay sẽ bán hạ giá vì đang xả mà. Thì xả cốt là cứ lấy cái gốc trước. Đấy anh em lấy về anh em chơi. Tiếp theo là một cây 3 mét cứng 60. Được chưa? 3 mét cứng 60. Con này sản xuất tại Hàn Quốc của dòng LFT. LFT sản xuất Hàn Quốc rất ít gặp nhé. Đấy, con này thì phôi hai da toàn thân, cả ngọn cả trên này như nhau hết. Con này thì có lỗi em sẽ báo cho bác. Và hôm nay sẽ là clip xả, em xả hết đi luôn. Nên là em nhanh tay nhé. Cây này là cây số 7 đúng không? Đấy các bác xem ngoại hình nhá, ngoại hình rất là ổn đúng không? Này vỏ viết là đẹp chứ không phải là xấu nhá. Chưa lau chùi gì đấy. Lau chùi thì sẽ đẹp hơn. Cây này có hai lỗi.
Một là cái phần là chỗ này đó nhá, phần đít này này. Các bác thấy cái vết nứt nứt đây không? Cái vết nứt nứt này là do vận chuyển bị tì quá mạnh, thế nên là phần gốc nó bị đè. Nhưng mà không ảnh hưởng gì nhá, đảm bảo các bác nào vấn đề gì. Cái về các quấn chút là ok. Đây nó vết nứt dạng nhỏ này, các bác nhìn rõ không? Đấy, thì cái chỗ này là lỗi em sẽ báo cho bác sau. Và lỗi thứ hai sẽ bị mất đầu bu này. Đầu bu này bị tụt ra. Đấy, còn mọi lại là bình thường. Đấy, cây hai dai này lúc trước em bám cây làm triệu ba. Ở triệu ba mà nó bình thường, còn nó bị lỗi như thế này thì em cũng giảm dần cho bác nhé. Ở đầu bu trừ 100. Đấy, còn cái gốc lỗi này trừ 300. Con này bây giờ lấy các bác là 800. Được chưa? Câu này không ảnh hưởng gì nhé, không ảnh hưởng gì luôn, đảm bảo các bác nếu câu gãy các bác có điện chưa. Cái này về các bác chỉ cần sơ chế qua thôi, các bác lẹp một chút vào đây, các bác đút ống kho nhiệt phát lại đẹp long lanh, và giá rất là phải chăng cho các bác chơi cái đầu bu này thì mua khoảng 100.000 lắp vào đẹp, ok chưa. Mã số 4, mã số 7 nhá, là 800, gốc là 21 này, ngọn 2.3. đấy, con này là hai ra toàn thân nhá. Rồi sang cây tiếp theo, cây tiếp theo là cây số 9 đúng không, 2 2 4 6 8 9 đúng không, mã số 9. Ở mã số 9 là một cây cần dài 2m7, cứng 30. Một chiếc cần này là một chiếc cần là sản xuất tại Nhật rồi. À, con này sản xuất tại Đài Loan. Con này Đài Loan các nhé. Ở đây là một chiếc cần hai khúc của dòng carbon wicker. Carbon wicker thì các bạn biết là nó sẽ có gồm là gồm phôi hai da. Ngoại hình đây. Đít là như này nhá, đít là tận lòng súng. Vết này là vết sơn bẩn này, vết bẩn xước do vận chuyển, xước sơn, lấy tay cạo cũng ra vì nó là sơn trang trí. Còn trên phôi thân trên này thì bình thường không xước các nhé. Cái này thì ngoại hình là tương đối, được trang bị là trang bị một dàn khoen, khoen là khoen Fuji Xích, chất liệu là thép chống dỉ các nhé. Cần thì ngoại hình khá là tương đối, không được mới, hơi cũ nhưng khoen rất là đẹp, coi như thế. Đầu bu xích 2 4 6 8 10 11, khoen 11 khoen xích nhá, toàn bộ là khoen xích hết, dòng đời cao. Đấy, 27 x 30 khoen xích. Con này sẽ lấy bác là 900. Nó khoen thường sẽ rẻ hơn, nhưng nó khoen xích có nhé. Bán bộ khoen xích này 89, cái này phải tầm 500.000 hoặc hơn rồi. Ngọn 22 chấm nhá. Đấy, mã số 9. Công nhận không đo cân nặng nhanh hẳn đi, nhưng mà các bác chắc ức chế lắm, nhưng mà thôi thông cảm cho em bảo thông báo ngay từ đầu vì em chưa mua được cân, chứ cái cân thì nó chẳng đáng gì, mua nhằng ngay xong nhưng mà nó chưa mang về cho em được. Cần số 10 này, cần số 10 là một cái cần 24 cứng 50, sản xuất tại Hàn Quốc, đúng rồi, có những cái dòng chữ super đỏ đỏ này sẽ của Hàn Quốc thì phải. À, con này bị lỗi coi nhá. Con này lỗi khá nặng đấy, nó không phải lỗi gốc mà nó lỗi ở giữa thân. Đây em sẽ báo luôn cho bác, cho bác chơi cho nó dễ này. Lỗi thì bán lỗi thôi chứ sao giờ, đúng không? Cây này là cây mã số 10, dài 24 cứng 50. Cây này bị lỗi giữa thân như này quá nhá. Phôi hai da khoen bát bình thường đẹp không lỗi gì, nhưng mà duy nhất lỗi như này do vận chuyển nữa quá nhá. Đây là cái phần như này này, là do vận chuyển theo khổ lớn. Kiểu người ta vứt rác ấy, xong là người ta đè vào, bây giờ bị nứt ở giữa thôi nhá, nứt ngang. Nứt mất một khoảng này, chỗ này các bác câu cá lớn là chắc chắn là sẽ bị gãy, nó bị khoảng một tầm sen này, dọc ngang như thế này. Còn bên này thì bình thường. Cái về bác buộc phải lẹp, bác lấy một thân carbon của một chiếc cần khác y chang này. Bác ốp ngược lại cái phần dọc cắt làm đôi, cho lên dưới đít này, hoặc bác tháo nó khoan rút dần vào đây này. Bác nhỏ keo con thu nhiệt vào là câu được. Đấy, nhưng mà nó bị lỗi như này thì thôi thì cũng bán như thế để làm gì, đúng không? Cái này thì lấy bác 5 lít. Nhanh chuyến. Ngọn 1.8 ly nhá. Con này cứng 24 cứng 50. Kể thế này, các bác gặp cá 5 cân có máy câu thoải mái, nhưng mà gặp cá lớn hẳn ấy thì các bác là sẽ có thể là bị binh như này, thì chỗ này sẽ bác sơ chế sau nhá. Đấy, mã số 10 này, nói rõ để cho bác hiểu được, 500.000. Có bác nào có tay nghề cao hơn thì bác nào là để câu thôi, nó rẻ mà, còn đẹp nữa, nó con cây hai khúc này nó phải tầm triệu bạc ấy, vì nó hay ra dòng nó FT mà. Rồi tiếp tục cây là FT tiếp theo. Cây FT là cây 11. Ở cây này sẽ mang công suất là 36 và cứng 50. Ở phôi hai da, bát đời cao nhá. Bát đúc đời cao của dòng nó FT. Cái bát hơi chặt.
nâu chứ không vặn, đúng rồi, nâu vặn nó bị két lại hơi chặt. Cái bát này hơi vấn đề các bác nhé, cái bát này có vấn đề vặn không đi, à vẫn đi nhưng mà nó bị chặt. Cái này về các bác dạ không biết kiểu gì. Hôm nay bạn mới để ý này, bát nó bị chặt này nhé, coi như là lỗi bát đi, lâu lắm mới gặp cần bị lỗi bát như này, không biết lý do lỗi bát là gì nhưng mà hiện tại đang hơi chặt. Dài 3m6 cứng 50, phôi rất là đẹp luôn, hơi tiếc là bị lỗi bát. Đấy, lỗi tiếp theo là bị thay ngọn. Đấy, con này thì cái này mà đẹp là bán 1 triệu mấy bạc. Cái này mà đẹp nếu mà ngon lành thì tầm 1 triệu 2 triệu 3, nhưng mà nó bị lỗi các bạn, lỗi nhá. Bát là bị vặn là không đi được này, thứ hai là ngọn bị thay, ngọn bị say sợi thủy tinh trong suốt các bạn nhìn này, còn phôi bên trong là phôi hai da đẹp như này, hơi tiếc. Những cây hai da loại xoắn này em rất là kết nhá, rất là đẹp luôn. Đấy rồi, cái cây này thì lỗi quá nhiều, lấy 3-4 nít lỗi bát, được chưa? Cây 36 này nha, khoảng 400, bán cho bác 3 lóng phôi là chính, nhanh chuyến nhá, ngọn không phải đo nữa. Cây này nhanh chuyến đi. Cây 12 này, cây 12 là bát bình thường, bát là như là không 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 giờ bị sao cả mỗi cây đấy. Cây 12 là một cây cần dài 4m2, cứng 30 của dòng LFT luôn các bác nhé, LFT ạ. Con LFT này thì sản xuất tại Nhật nhé, không phải sản xuất tại Hàn nữa các bác nhé. Phôi hay da bóng, dàn khoen thì báo dàn khoen trước đi. Dàn khoen thì hiện tại bây giờ là không có lỗi, không có nứt, à có nứt, một khoen đôi nứt này. Dàn khoen đen này hay bị nứt cực, em không biết lý do, hay tại dàn đen nó sản xuất khá là lâu. Con này dàn khoen bị nứt nhá, nứt mất một chiếc. Đầu u với cả khoen đầu tiên bị lai, lai nghĩa là được thay rồi đấy, gọi gọi lai khoen. Đấy, con này thì có định vị là định vị nóng này, có định vị nóng các bác nhé. Đúng rồi, con này là con đời cao định vị nóng, nhưng mà được cái con này là cái phần carbon của con này ấy, là carbon hai da trồng. Thường thường hai da nó sẽ mịn như vỏ ngoài các bác này, đấy hai da mịn như này, nhưng con này sẽ được hai da là hai da gân, gân của nó sinh ra là rút ra rút vào nhiều, nó sẽ cọ vào gân, nó sẽ bị xước. Coi nhìn cái gân nhựa đây, là cái gân gân ở giữa này tròn tròn này. Đấy, con này là carbon, bên trong là gân nhé, xong lại phủ thêm một lớp hai da bên ngoài nữa thì là nó càng cộng gân lên, thì là rút ra rút vào nhiều nó bị xước cái mặt gân đấy. Đây con này mặt gân đấy, cho mình rõ gân chưa, mặt này nó bị xước do cái gân nó nổi lên rút ra câu nhiều nó bị thế. Đấy, con này bình thường ngoài cái ngoại hình bên trong cần là do nó là dòng hai da rút ra rút vào câu nhiều thì là nó bị gân, còn các bác thấy bên ngoài đẹp cái này cơ mà, bên trong là bị gân do nó là nó nổi cộm lên đấy. Thông số là 4m2 cứng 30 của dòng LFT. Đấy, con này thì lấy các bác mã thứ 12-800 nhanh chuyến. Con này mới đẹp nhé, con này về các bác hạ tay câu rất là đỉnh nhé. Ngọn 2.6 ly, 4m2, các bác về các bác rút hết khoen ra, các bác làm chiếc cần tay để mà câu cá chép săn hàng. Con này hơi ngon luôn. Đấy, các bác nào mà hôm nay mà không chốt cái này là tối nay em sẽ ngồi em hạ tay em làm chiếc cần 4m2, em đi ra hồ em câu dịch vụ. Ok, 8 lít sang cây số 13. Ui, 13 là một cái cần ISO dài 54, đọt là đọt số con này đọt số 1 thôi, à đọt số 2 đấy, đọt số 2 bạn, khá là to chứ không nhỏ. Đọt số 2 nhá. Con này em chỉ cần dòng cổ. Carbon là carbon dòng hơi nhám, dòng cổ thôi. Nói chung là người ta quấn người ta chế hết rồi chứ là không nhìn thương hiệu. Cái này chỉ cần dòng bãi Nhật mà trong nội địa chuẩn Nhật luôn. Vì cái em nhìn cái dàn khoen này em biết. Đấy, con này thì bán cho bác phải hạ tay nhá, dài 54 đọt số 2, cứng khoảng tầm 3h. Các bác câu du phi hoặc là câu cá tầm 2 kg đổ về là các bác này cầm tay câu thoải mái nhá. Cây 13 này lấy các bác là 500.
13 nhá. Ở dài 54 đọt số 2. Đây các bạn nhìn ngọn là biết đọt khá là to. Con này em đi câu rồi, khá là lẩy. Dòng dòng lẩy rút ra thẳng tưng. Đấy mã 13. 500. Đo ngọn cho các bác này. Ngọn là 1.1 ly nhá. Gốc con này hiện tại là 24 nhưng mà gốc chuẩn của nó thì chẳng chỉ tầm 21 nó cùng. Có nhé. Đấy, con này thì em đã câu test rồi. Con này cân nặng khoảng tầm 250 g vì nó đang được chế thêm một dàn chỉ cộng thêm cả thun nhiệt nữa. Nên là các bác và các bác tháo hết ra bằng tay thì chỉ khoảng tầm dưới 200 g nhé. Mã số 13 này, 500. Mã số 14 này. 14 là một cây cần rất là ngon luôn, 4,5 đọt 3 rất là hiếm các bác nhé. Ở đây là một chiếc cần của hãng gì nhỉ? Super C-Tech này, khá là nhiều hãng cần mà em chưa gặp cái dòng cần này bao giờ. Bát là bát Fuji, khoen Fuji. Con này lỗi như sau, con này lỗi là bị tụt đầu bu đầu nhé. Đầu bu này nó hụt khoảng tầm vài sen này, 5 sen này này đấy, hay là 3 sen này đấy. Chắc chỉ tầm 2-3 sen là cùng thôi, ngọn đoạn 3 mà. Đoạn 3 thì gãy khoảng tầm 2 sen. Sinh nhân là tụt mất khoen. Sinh nhân là cần bây giờ là về ưu tiên bác hạ tay thôi nhá. Vì mất khoen rồi, nó khỏi bán cần nguyên bản. Lỗi thứ hai là con này bị tụt lắp đít các bác nhé. Cái lắp đít của nó là bị mất. Em vừa kiếm cả nhà không có lắp đít nào, em nhét vào cho bác thì đẹp, không lắp đít. Xin ra là con này thông số rất là đẹp, 4,5 đọt 3. Con này bác nào phải có lắp đít các bác chụp vào, bác hạ cần tay. Đấy, rất là ngon nhé, 4,5. Cây này thì độ cứng khá là cao vì ngọn nó to. Ngoại hình thì mới, không xước gì. Ngoại hình ổn nữa nhé, con này ngoại hình như này gọi là đẹp, không xấu đâu. Về bác lau chùi sạch sẽ là đẹp. Đây các bác nhìn thấy này, em rút ra nó bóng này cơ mà, đúng không? Chưa rồi, tôi tắm đi. Cây số 14 này nếu các bác là 450 nhé. Vì nó bị mất cả hai thứ, cả lắp đít nữa. Nếu không mất lắp đít thì sẽ các bác 5,5. Nhưng mà cái lắp đít này nhiều khi nó cũng khá là bất tiện. Chúng ta mà không biết cách xử lý là rụt tụt hết ống ra này, nó tụt lòi hết ra này. Rất khó chịu nên em rất ghét lắp đít. Đấy, đang nhét tạm cho các bác nhé. Cứ thế này cậu được, về cuốn là cậu được. Nhưng mà tốt nhất là nên mua một cái lắp đít khác ra vào. Đấy, mã số 14 là 450 này. Đọt số 3 đấy, không đơn giản đâu, hiếm lắm ấy. Đọt 1.8 đi nhá. Mã 14 là 450 này. Mã 15 này. Mã 15 là một cái cần dài 3,2 m, cứng 50. Sản xuất tại Hàn Quốc của hãng Daiwa Hoodlook. Dàn khoen đen bình thường, nứt một khoen. Lỗi mà khoen nhá. Ngọn này con này khá là to, con này cứng 50 nặng. Con này về các bác đánh lăng xê nhá. Bác nào thích quăng bom để câu lăng xê bác dùng con này, thoải mái nhá. Con này lỗ mồm khoen. Đấy ngoại hình đây, con này ngoại hình đẹp không xước nhá. Trước là có bán một giá con này, trước là giá 900 này. Gốc là 22. Ngọn hiện tại là 3 ly. Con này ngọn 3 ly thì con này đã được hạ ngọn tẹo nhá. Con này nếu 3 ly thì sẽ hạ khoảng tầm 3 đến 4 cm ngọn. Đấy con này được hạ ngọn rồi các nhá. Nên là em sẽ giảm giá xuống nước 750.000. Đấy mã số 15 750 nhá. Câu bom cực ngon. Rồi sang cây thứ 16. 16 là một cây cần ISO 54 đột 2. Cây này bị hỏng lắp đít này, lắp đít không tháo được nhá. Phôi bình thường không có xước, xác thì sâu, không có xước. Khoen thì vẫn ok bình thường. 54.2. Cái này ngọn thì được hạ một ít được các bác nhá, chăm được hạ vì em nhìn sơ sơ qua em biết là bị hạ ngọn rồi. Con này hạ mất khoảng tầm 3-5 cm ngọn. Rồi, lấy con này nó lắp đít. Một lần trước là 500 này, gạch 500 này đi, lấy 450. Mã 16 nhá. Ở ngọn hiện tại em đo ngọn này thì em chỉ đo ngọn cho bác thôi nhá. Không có cân nha, chỉ cần mỗi thông số ngọn là bác nắm được đúng không? 1.9. Đấy, mã 16 là 450 này, sang mã 17 này. À 17 là một cái cần này hôm qua 33 cứng 30 nhá. Con này là của dòng Daiwa, dòng Cross Carbon 33 cứng 30. Cái phần xám xám này nhá các bác nhá, cái phần xám xám này. Chính xác là nó bị bẩn ngon nhá, bị ố. Con này có thể là bị nước. Đây các bác như này. Cái này là lau là cũng hết này,
Đấy, ngoại hình con này thì màu hơi xỉn màu, màu vàng, nửa vàng nửa trắng, nửa vàng nửa trắng, nó do bị bẩn mưa. Đấy, dàn khoen con này thì nứt con nhé, khoen nứt khoen không, nai khoen, phôi thì hai da, được cái phôi hai da đẹp nó không anh. Con này là phôi hai da đó nhé. Đấy, con này thì dàn khoen coi như là lỗi, lỗi mất một chiếc hai chiếc, lỗi hai khoen nhá, ba khoen trên ba khoen nai rồi. Gốc này, gốc 25, ngọn là 21.7. con này nếu các bác là 600, à đít hỏng cái này. Năm trăm rưỡi đi thẳng nhá, đít bị tụt rồi. Ba cái cuối cùng, cây 18. Cây 18 là một cây cần của hãng Daiwa đúng không? Đúng rồi, của hãng Daiwa các nhá, Holderlock. Con này sản xuất từ Đài Loan, thông số là dài 36 cứng 50 của dòng Interline. Dòng này dòng đề cao ấy. Interline dòng đề cao đấy. Phôi là phôi này, phôi hai da nhé, thân giữa hai da này. Ôi, rõ chưa, giữa hai da nhé. Con này ngoại hình thì không được mới cho lắm, khá là cũ. Bát đời cao, đẹp. Với phần hai da này, cái dòng hai da của cái dòng hai da này thì nó hay bị cảm giác hay bị mất 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 sắc hơn do cái dòng phủ sơn. Vì nó bị nó phủ lớp sơn bóng, nhìn nó lộ hơn là sơn màu, đúng không? Đấy, con này thì mọi thứ bình thường. Khoen bát đá điếc nguyên và vẹn. Đây, ngoại hình như này, dài là dài 3 mét, 3,5 mét, cứng 50, dòng thân nhỏ, góc 22, ngọn là 2.4 ly nhé. Ở đây bác là 600 con này nhé. Đây, mã 10, chết rồi, mã 18, ghi được thành 16, 18, 200, à 600 nhầm, 19 ạ. 19 là một cái cần dòng hai khúc. Con này thì ưu tiên về để cho các bác đánh lua nhá. Cái này thì thường các bác về bác sẽ chế khoen nhiều hơn, nhiều các bác thì chơi được dưới trong luôn. Còn bác nào mà không chơi trong thì các bác cứng quá. Cái này cứng như ma vậy. Cứng 50 và dài 2,4 m. MH cứng nhất của dòng lua đó nhá. Cái này về các bác độ thêm khoảng tầm một bộ khoen nữa. Cây này em sẽ bán cho bác là giá 500. Về các bác có bộ khoen mua khoảng tầm 300-400 nữa vào. Và các bác đừng cây lua cứng MH giá khoảng tầm 800-900. Cây này cứng lắm các bạn. Hay là nó chưa có gì cứng dã man. Rất là cứng luôn nha. Con này thì phôi hai da. Đây bác nhìn rõ phôi hai da đây nha. Phôi hai da dòng Olympic. Dạng của Olympic thôi chứ nó không phải hòng của Olympic. Dòng này là dòng Insider, cái này thì em không rõ lắm, 24 cứng 50. Đây, con này thì nhanh nhanh chuyến lấy bác 5 lít, để bác đánh lua nhá, lua 24 là hợp. Ngọn là 2.6 ly này, 500 cái cuối cùng. Cái 20, cái 20 là cái cần của Olympic. Olympic là cây này này các bác, ui bẩn không. Cái này lắp đít bị lỗi, bẩn quá. Cái này lắp đít bị lỗi, không biết là các bác phải tháo kiểu gì nữa. Cái lắp đít này là cái phần sắt này là sẽ được vặn ra nhé, và trong này sẽ có gen. Cái này về các bác phải dùng dùng nhiệt mới tháo được. Nói chung là hơi khó hơn lắp đít này, tính như các bác. Ủa chán đấy, cái này không bán nữa. Dài 3,3 m, cứng 80 chứ không đơn giản, độ cứng khá là ổn đấy. Mọi thứ thì thấy bình thường nhưng mà cái lắp đít không tháo được. Lắp đít này cho các bác về bác tự chế nhé, tự chiến đấu nhé. Đấy, cây này mã số 20, lấy các bác 400 thôi. Lắp đít mà nó còn đẹp thì em lấy các bác 600. Lắp đít là nhìn thấy chán rồi. Đấy, ngọn đó đầu cần nhá, một cần 3 ly 2. Đấy, cái cuối cùng đó nhá, cái cùng hơi bẩn.
Đấy, hôm nay tương đối cây, các bạn người nào báo cho em nhá, hẹn bác clip tiếp theo. Bye bye.